15. Sa Di 7 tuổi, được lòng mọi người. Khác thay Duyên Thế Lợi. Thế Tôn đã dạy như thế ở Kỳ Viên do chuyện trưởng lão Vanavasi tiết xa. Chuyện quá khứ Bà La Môn nghèo. Chuyện bắt đầu tại Dương Xá, nơi sinh sống của Bà La Môn Mahasena, bạn của Bà La Môn Vagata, cha của Ngài Xá Lợi Phất. Trưởng lão Xá Lợi Phất một hôm đi khất thực, thương hại Mahasena nên dừng chân trước cửa nhà ông. Ông biết Ngài đến khất thực, nhưng vì nghèo túng, không có gì để cho, ông lánh mặt. Ngày khác, trưởng lão lại đến, ông cũng trốn. Chỉ mong có được món chi, cúng cho Ngài. Chẳng bao lâu, ông được toại nguyện. Số là, trong một buổi tụng đọc, ông nhận được một bát cháo và một mảnh vải nhỏ. Nhớ đến trưởng lão, ông muốn cúng cho Ngài. Trưởng lão đang thiền định, xả thiền và thấy Bà La Môn, bèn khoác y ôm bát, đến nhà thì thấy ông đang đứng đó. Ông Bà La Môn hài lòng tiến đến đảnh lễ, chào mừng thân mật, mời vào trong nhà rồi lấy bát cháo của mình trút vào bát của trưởng lão. Ngài chỉ nhận phân nửa cháo và lấy tay che bát lại. Nhưng ông khẩn khoản: Tôn giả, đây là một chút cháo, hãy ban cho tôi phước lạc đời sau chứ không phải đời này. Tôi muốn cúng hết công chùa lại. Trưởng lão nhận hết cháo, ăn ngay tại chỗ. Đợi ngài dùng xong, Bà La Môn dâng miếng vải nói: Tôn giả, tôi cũng xin đạt được chân pháp như ngài. Trưởng lão hứa khả: Sẽ được vậy, Bà La Môn. Rồi ngài đứng lên trở về Kỳ Viên. Trường hợp người Bà La Môn đúng y như câu: cúng dường dù đang nghèo túng đều làm tâm người an vui vượt bậc. Sau đó ông cảm thấy rất đỗi hoan hỷ, đầy ân tình với trưởng lão. Chuyện hiện tại Sa Di Tiết Xa. Chỉ vì cảm tình với trưởng lão, chết đi ông Bà La Môn đầu thai vào bụng vợ một thí chủ của trưởng lão sống ở Xá Vệ. Ngay khi biết mình mang thai, bà vợ cho chồng biết và được săn sóc chu đáo, tránh những thức ăn quá nóng, quá lạnh hay quá chua. Bà ước được mời đến nhà 500 tỳ kheo do trưởng lão Xá Lợi Phất dẫn đầu, dâng chỗ ngồi, cúng cháo sữa và cơm liên tục. Ngoài ra, chính bà sẽ được khoác y vàng, ôm bát vàng, ngồi vòng ngoài hội chúng và được chia ăn phần cơm dư thừa của số đông tỳ kheo như thế. Đó là dấu hiệu con bà sinh ra sẽ thành tỳ kheo trong tăng đoàn dưới sự lãnh đạo của Phật. Bà được như ý. Sau 10 tháng, bà sinh một bé trai. Trước và sau khi sanh, thỉnh thoảng bà lại chiêu đãi 500 tỳ kheo do Ngài Xá Lợi Phất dẫn đầu với cháo mật, sữa và cơm. Có lẽ vì kiếp trước, đứa bé là Bà La Môn cúng dường cháo. Buổi chiêu đãi vào ngày sinh nhật đứa bé, gia đình mặc cho nó y phục đẹp đẽ. Sau khi tắm nó từ sáng sớm, đặt nó vào giường thật lộng lẫy và đắp lên mình chiếc mền trị giá 100.000 đồng. Thấy trưởng lão, đứa bé bảo là thầy mình, nhờ thầy mà được dinh dự như thế này. Và khi người ta ẵm nó lên đi thọ giới, nó lôi theo chiếc mền, ý muốn dâng cúng trưởng lão. Mọi người không hiểu, kéo tay nó ra, nó khóc thét, họ đành để yên. Khi cúi lại trưởng lão, nó mới chịu buông tay cho mền rớt xuống chân ngài. Gia đình hiểu ý thưa: Tôn giả, xin nhận quà dâng của đứa bé và truyền giới cho tôi tớ ngài. Kẻ đã lễ kính ngài với chiếc mền đáng giá 100.000 đồng. Trưởng lão hỏi: Đứa bé tên gì? Xin lấy phần sau tên của ngài. Vậy nó tên Tisa. Upatissa chính là tên của trưởng lão thuở xưa còn ở nhà. Mẹ cậu bé quyết định không xen vào ước nguyện của con. Vào những ngày lễ tiếp theo, như ngày chia phần ăn, xỏ lỗ tai, nhận y phục và cạo tóc, mẹ cậu vẫn tiếp tục chiêu đãi 500 tỳ kheo do Xá Lợi Phất cầm đầu với cháo mật, sữa và gạo. Được 7 tuổi, cậu bé bảo mẹ muốn đi tu với trưởng lão. Bà mẹ hoan hỷ, mời ngài đến nhà
thưa ý định của cậu bé và xin phép dẫn cậu đến tịnh xá chiều hôm đó. Và bà đã đến tịnh xá với nhiều phẩm vật dâng cúng rồi giao con trai cho trưởng lão. Ngài dạy cậu: Tisa, đời tu sĩ là một đời gian nan, muốn ấm thì bị lạnh, muốn mát thì bị nóng, ai đi tu cũng phải nhọc nhằn, còn con thì mảnh khảnh. Bạch tôn giả, con có thể làm bất cứ việc gì ngài sai bảo. Tốt lắm. Ngài dạy cậu thiền quán về năm yếu tố đầu của thân, chú tâm vào sự bất tịnh của thân và cho cậu xuất gia. Nguyên pháp thiền quán gồm sự tự học thuộc 32 yếu tố của thân. Ai không thuộc nổi thì học 5 yếu tố đầu. Chư Phật hành trì đủ pháp quán không thay đổi, nhưng có rất nhiều tỳ kheo tăng, ni và cư sĩ nam nữ đã chứng A-la-hán khi chỉ thiền quán về tóc và các phần tử khác. Những tỳ kheo chưa có kinh nghiệm thường làm cho các vị thú hướng A-la-hán không đắc được quả vị A-la-hán. Vì lý do đó, trưởng lão chỉ dạy cậu bé một phần của pháp thiền quán trước khi thu nhận vào tăng đoàn và sau đó truyền 10 giới cho cậu. Để mừng con được kết nạp vào tăng đoàn, cha mẹ Tisa ở lại tịnh xá 7 ngày và dâng cúng tăng chúng chỉ cháo mật, sữa và gạo, không món nào khác. Các tỳ kheo sầm xì không thể nào ăn hoài mỗi thứ cháo mật, sữa và gạo. Chiều ngày thứ 7, cha mẹ Tisa ra về, và ngày thứ 8, cậu Tân Sa Di đi theo các tỳ kheo khất thực. Dân trong thành xá về biết tin, chờ Sa Di để dâng cúng. Họ lấy 500 miếng vải may nệm lót bát và xớt 500 bát cúng dường khi gặp Sa Di trên đường. Ngày hôm sau, họ đến khuôn viên tịnh xá cũng cúng dường giống như thế. Vậy là Sa Di nhận 1.000 bình bát với nệm lót, chú dâng tất cả lên tăng chúng. Đây là phước báo do kiếp trước chú là Bà La Môn cúng mảnh vải. Vì vậy, các tỳ kheo gọi chú là Binda Patadevyaka Tisa, tức Thí Chủ Tisa. Lại một hôm trời lạnh, chú đi quanh tịnh xá, thấy các tỳ kheo đang sưởi ấm chỗ này chỗ nọ, cả trong phòng giữ lửa. Chú ngạc nhiên hỏi thăm sao không quấn mền mà phải sưởi như thế. Các tỳ kheo cho biết Tisa nhiều công đức có thể kiếm ra mền, còn họ thì không. Chú bèn cho loan tin khắp tịnh xá, ai cần mền thì đi theo chú để nhận, cũng chẳng cần suy nghĩ lấy mền ở đâu ra cho các tỳ kheo. 1.000 vị đã đi theo chú, đi từng nhà ngoại thành và nhận được 500 mền. Vào thành, người ta mang mền giải cho chú từ 4 phía. Một chủ tiệm có 500 mền trải trước mặt, một người đi ngang thấy bèn khuyên ông giấu đi. Chủ tiệm hỏi kỹ lại: Chú Sa Di nhận mền ra sao? Như quà tặng hay thế nào? Như quà tặng. Nếu thế thì tôi muốn cho thì cho, không thì thôi, anh đi đi. Người kia đi rồi, chú tiệm vẫn không hết băn khoăn. Có của để ngay tầm trước mắt người, nếu không cho cũng đáng hổ thẹn, nhưng nếu cất đi á, chắc cũng không bị trách móc à. Trong 500 mền này á, có 2 cái giá trị 100.000 đồng đáng cho ta giấu cất. Thế là chủ tiệm xếp giấu cất. Chú Sa Di dẫn 1.000 tỳ kheo đến ngay tiệm. Ông chủ thấy chú sanh lòng quý mến, thầm nhủ: À, ta cho cả trái tim ta còn được, huống hồ chỉ mấy cái mền. Thế là ông lôi luôn cả cái mền tốt để hết dưới chân chú, đảnh lễ và thưa: Tôn giả, xin cho tôi được chia phần chân pháp mà ngài đã thấy. Sa Di Tisa hứa khả cho ông. Vậy là chú nhận tất cả 1.000 chiếc mền và giao hết cho tăng đoàn. Do đó các tỳ kheo gọi chú là Kampala Dayaka Tisa, người tặng mền. Ngày đặt tên, chú bé tặng trưởng lão một cái mền, lên 7 tuổi thành Sa Di, nhận được 1.000 cái. Chỉ có tăng đoàn của Phật mới từ một món cúng dường nhỏ đưa đến quả phúc lớn như thế. Ở kỳ viên, họ hàng của Tisa thường đến thăm hỏi. Chú thấy mình khó tu nên đảnh lễ Thế Tôn, xin đề tài thiền quán, rồi lấy y bát rời tịnh xá
đi xa khoảng 20 dặm. Dọc đường, Tiết Xa gặp một ông lão tại cổng làng, nhờ ông chỉ đường. Chú đến trú tại một tu viện dành cho tăng sĩ ẩn cư trong rừng. Ông lão vì mến mộ chú, dặn ngày mai vào làng khất thực rồi quay về báo cho dân làng biết. Họ gọi chú là Vanavasika Tissa, tức người ở rừng. Tissa vào làng được dân chúng mang phẩm vật tới cúng dường và đảnh lễ. Ai cũng đứng lại mãi ngắm chú không muốn về. Họ cúi lạy dưới chân chú thỉnh cầu ở lại trong 3 tháng. Họ sẽ quy y Tam Bảo, giữ 5 giới và thực hành bổn phận 8 ngày chay. Chú nhận lời, chúc họ hạnh phúc và hết phiền não. Chú đều đặn đến đó khất thực. Qua 2 tháng, chú chứng A-la-hán cùng các thần thông. Bây giờ giới sư của chú là trưởng lão Xá Lợi Phất, sau mùa nhập hạ vừa làm lễ tự tứ xong, đảnh lễ Thế Tôn và xin đi thăm Tissa. Phật chuẩn y. Tôn giả cho trưởng lão một kiền liên hay. Thế là cả hai, mỗi vị dẫn đầu 500 tỳ kheo cùng lên đường. Tất cả các vị đại đệ tử khác như Đại Ca Diếp, A Na Luật, Upali, Phú Lâu Na, mỗi vị dẫn 500 tỳ kheo cùng đi theo, tổng cộng tất cả là 40.000 tỳ kheo. Họ đến ngay ngôi làng đó hỏi thăm. Một cư sĩ nhìn ra 80 vị đại đệ tử, đầu tiên là vị thống soái của niềm tin, là Ngài Xá Lợi Phất. Họ vui mừng bảo nhau mang nào giường, ghế, ngọa cụ, đèn và dầu, rồi xếp hàng sau các trưởng lão. Họ cùng vào tu viện ẩn cư. Sa Di Thi Sa nhận ra tăng đoàn, đỡ lấy y bát của vài vị đại trưởng lão và làm bổn phận thường lệ với các ngài. Xếp đặt chỗ cho các trưởng lão và cất y bát xong thì trời tối. Xá Lợi Phất bảo các cư sĩ về nghỉ. Họ xin được nghe pháp vì từ lâu không nghe. Trưởng lão bảo Tissa thuyết. Họ đồng thanh bảo Tissa không biết nói gì trừ 2 câu. Cầu quý vị được hạnh phúc, cầu quý vị hết phiền não. Trưởng lão bèn hỏi lại chú. Sa Di, làm thế nào người ta có thể được hạnh phúc, có thể hết phiền não? Hãy giải thích. Chú thưa. Dạ, vâng. Rồi cầm quạt đủ màu, chú lên pháp tòa thuyết giảng nghĩa lý kinh điển từ cạn đến sâu, là con đường đưa đến mức tối cao là quả vị A-la-hán, như cơn mưa rào rơi xuống không ngớt trên 4 châu. Giảng rõ ý nghĩa của các bài kinh trong 5 bộ A-hàm và phân tích những thuộc tánh của con người như Đức Phật đã trình bày, đó là 5 uẩn, tứ đại, căn và trần. Chú nói tiếp. Chư tôn giả, hành như thế sẽ trở thành A-la-hán được hạnh phúc, hành như thế sẽ trở thành A-la-hán hết phiền não. Ai không thoát khỏi phiền não sẽ hệ lụy với những thứ khác, đau khổ ở địa ngục và ở chỗ khác. Trưởng lão khen ngợi. Tốt lắm Sa Di, ông đã giải thích kinh điển rất hay, giờ hãy ca ngâm. Sa Di vâng lời. Bình minh hôm sau, các thí chủ của Sa Di chia ra 2 nhóm. Kẻ thì chê bai. Thiệt chưa thấy ai xử tệ như ông này. Làm sao mà ông ta thuyết pháp được như thế? Khi ở tu viện đây đã lâu như ở với cha mẹ, mà chẳng đọc được câu pháp nào cho thính chúng có mặt nơi đây. Người thì khen tặng. Chúng ta quả có phước, tuy chưa biết phân biệt giữa thiện và ác, nhưng biết phục vụ một vị thánh thiện như vậy, để bây giờ nghe được pháp từ kim khẩu của Ngài. Thế Tôn quan sát thế gian, thấy thí chủ của trưởng lão Vanavasitissa chia thành 2 nhóm bực bội và quan hỷ như thế. Người bực bội sẽ bị đọa địa ngục, nên Ngài muốn đến đó để họ hòa thuận với đệ tử của Phật, và như thế sẽ thoát khỏi phiền não. Dân làng trước đó đã dựng một lều, chuẩn bị súp, gạo, xếp chỗ ngồi và chờ tăng chúng Tissa đến khất thực. Thank you.
đến giờ đi khất thực. Chư tỳ kheo hỏi Tỳ Xa có đi cùng không? Tỳ Xa xin đi sau, khi đến giờ thích hợp. Đoàn tỳ kheo liền đắp y, mang bát lên đường vào làng. Đức Thế Tôn đắp y tại kỳ viên và trong chớp mắt xuất hiện, dẫn đầu trước tăng chúng. Dân làng mừng rỡ reo lớn khi thấy Đức Phật xuất hiện. Họ sung sướng dâng tòa ngồi cho tăng chúng, với Phật ngồi ở trước và cúng dường súp với thức ăn cứng. Sa Di vào làng trước khi Phật cùng tăng đoàn dùng bữa xong. Họ cung kính dâng thức ăn. Sa Di lấy đủ phần cần dùng rồi đến Thế Tôn dâng bình bát. Phật nhận bình bát đưa qua trưởng lão Xá Lợi Phất bảo: "Hãy xem, Xá Lợi Phất, đây là bình bát của Sa Di ông." Trưởng lão nhận bình bát, trao trả Sa Di bảo: "Hãy ngồi vào chỗ thường lệ và thọ thực đi." Dân làng hầu hạ Phật với tăng chúng xong, Phật hồi hướng theo lời họ thỉnh cầu: "Phước mai cho các ngươi, vì Sa Di đến nhà mà các ngươi được đặc ân gặp Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, 80 đại đệ tử. Cũng chỉ vì Sa Di này mà ta đến đây. Các ngươi thật đại phước đã trông thấy Phật." Dân làng cũng nhận thấy họ thật may mắn, được hân hạnh thấy một Sa Di được chư Phật và chúng tăng chiếu cố đến thế, được cúng dường vị Sa Di ấy như thế. Do đó những người trước đây bực bội liền sanh tâm hoan hỷ, những người đã hoan hỷ thì càng hoan hỷ hơn. Cuối lời hồi hướng nhiều người chứng quả dự lưu, nhị quả và tam quả. Rồi Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng lên ra về. Dân làng tiễn Phật một đoạn đường. Dọc đường đi bên cạnh Sa Di, Thế Tôn hỏi tên những nơi trước đây ông già cư sĩ chỉ cho chú. Sau cùng mọi người đến chỗ chú đã ở. Phật leo lên đỉnh một ngọn núi và nhìn thấy đại dương, liền hỏi chú: "Tỳ Xa, khi chú đứng trên đỉnh núi và nhìn theo hướng này, chú thấy gì?" "Bạch Thế Tôn, con thấy đại dương." "Chú nghĩ gì khi nhìn đại dương?" "Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng nước mắt con đã khóc vì phiền muộn còn nhiều hơn nước bốn đại dương." "Khéo nói lắm, Tỳ Xa. Đúng thế, nước mắt chú đã khóc khi phiền muộn còn nhiều hơn nước bốn đại dương." Nói xong Thế Tôn đọc kệ: "Nước bốn biển vẫn còn ít ỏi, so lệ người muôn thở đổ tuôn. Vì buồn rầu đau khổ điên cuồng, sao thế bạn buông lung chi mãi?" Và ngài hỏi tiếp: "Tỳ Xa, chú ở đâu?" "Trong hang núi này, bạch Thế Tôn." "Chú nghĩ gì khi ở đây?" "Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng không biết bao nhiêu lần con đã chết và xác nằm trên đất này." "Hay lắm, hay lắm, Tỳ Xa, đúng vậy. Không có chỗ nào mà không có chúng sanh nằm xuống và chết đi." Rồi Thế Tôn đọc chuyện bổn sanh Upasahaka trong quyển 2 như sau: 14.000 sát thiêu ở đây, của thổ dân Upasalaka, không chỗ nào không có người chết. Ở đâu có đạo pháp chánh chơn thì chúng sanh không bị não hại. Người người tự tri túc đều phục, chỗ thánh nhân vui sống an nhàn, cõi bất tử vắng mặt thần chết. Thường tình ai cũng chết, vì chỗ nào cũng có người chết, nên không ai chết rồi mà nằm chỗ chưa có người đã chết cả. Chỉ có trưởng lão A Nan là trường hợp đặc biệt. Khi ngài được 120 tuổi, quan sát thọ mạng của mình, thấy giờ xả thân sắp đến, ngài tuyên bố: 7 ngày nữa ta sẽ chết." Dân cư hai bờ sông Rohini, người bờ bên này, kẻ bờ bên kia, đều dành bờ của mình cho trưởng lão tịch. Muốn tránh sự gây gổ giữa hai bên vì mình, ngài xác nhận dân hai bờ đều là ân nhân của ngài. Đúng ngày, ngài ngồi kiết già khoảng giữa sông, cao hơn mặt nước 7 cây thốt nốt, thuyết pháp cho dân hai bên bờ nghe xong, bảo họ rằng thân ngài sẽ tách ra làm hai, một nửa rơi trên bờ này, nửa kia rơi trên bờ kia.
rồi Ngài nhập định trên yếu tố lửa. Lập tức những ngọn lửa từ thân Ngài bùng cháy, tách thân ra làm hai, mỗi nửa rơi một bên bờ. Tiếng khóc than của dân chúng như đại địa nứt ra, họ đau xót còn hơn lúc Phật nhập diệt. Suốt 4 tháng họ than tiếc: "Ôi, chừng nào vị từng mang y bát cho Đức Đạo Sư hãy còn, ta tưởng chừng như Đức Đạo Sư cũng còn, nhưng nay Ngài đã ra đi." Phật lại hỏi Sa Di tiếp: "Tỳ Sa, nghe tiếng cọp beo hay dã thú khác, chú có sợ không?" "Con không sợ, Bạch Thế Tôn. Trái lại, nghe tiếng dã thú, tình yêu rừng núi trỗi dậy trong con." Và chú đọc 60 bài kệ về rừng. Thế Tôn sắp đi, hỏi chú muốn đi theo hay quay lại. Chú trả lời: "Tùy theo ý thầy của chú." Ngài Xá Lợi Phất hiểu ý đệ tử, bảo chú ở lại nếu muốn. Sa Di bèn đảnh lễ Thế Tôn, tăng đoàn và quay gót. Thế Tôn trở về Kỳ Viên. Tại pháp đường có tiếng bàn tán về Sa Di Tisa. Từ khi sanh ra, chiêu đãi cúng dường, đi tu rồi nhận thức ăn, bát với nệm lót mền. Ở đây nhiều lợi dưỡng, nhưng chú từ bỏ hết, vào rừng, chẳng đem theo bất cứ món ăn nào được mang đến. Tisa thật đã là một điều khó khăn. Thế Tôn đến, nghe thế bèn dạy: "Đúng vậy, các tỳ kheo, có một con đường dẫn đến lợi dưỡng, một con đường dẫn đến niết bàn. Có 4 hình phạt mở cửa cho tỳ kheo nào sống trong rừng và hành những phạm hạnh khác cốt để được lợi dưỡng. Những tỳ kheo nào đi trên đường dẫn đến niết bàn, bỏ hết danh tiếng và lợi dưỡng có được, vào rừng phấn đấu tu tập sẽ chứng quả A-la-hán." Và Phật đọc pháp cú: "Khát thai duyên thế lợi, khát thai đường niết bàn. Tỳ kheo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng tri. Chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh diễn ly." Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net